ngờ xuất hiện tại Việt Nam dù chưa mở bán. Chiều ngày 13 tháng 9, một người dùng Facebook có tên Vũ Bồ Phúc đã bất ngờ đăng tải hình ảnh của bộ ba iPhone mới ra mắt cách đây 2 ngày lên trang cá nhân, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Theo ghi nhận, đây có thể là người đầu tiên không chỉ tại Việt Nam, mà còn cả trên thế giới được sở hữu những chiếc iPhone 11 sớm như vậy, bởi phải còn một tuần nữa mới đến ngày mở bán iPhone, ngày 20 tháng 9. Được biết, Cả ba chiếc iPhone của anh Phúc đều là phiên bản có cấu hình cao nhất với dung lượng 256 GB, trong đó bao gồm cả chiếc iPhone 11 có màu tím nhạt, được xem là hot nhất năm nay. Anh Phúc chia sẻ thêm rằng đây là những chiếc iPhone chuẩn, chính hãng của Apple, chứ không phải hàng dựng hay mô hình được làm lại. Cá nhân anh cũng không tin là thật cho tới khi được cầm máy sớm như vậy, chỉ sau ngày công bố có 2 ngày. Dẫu vậy, nguồn gốc của những chiếc máy này vẫn đang được anh giữ kín, theo nhận định của một số người chơi công nghệ tại Hà Nội. Đây có thể là những chiếc iPhone bị lọt ra khỏi nhà máy Foxconn của Apple tại Trung Quốc sau khi vừa hoàn tất khâu lắp đặt và trước khi được chuyển tới các quốc gia trên thế giới để phân phối. Dự kiến, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max sẽ chính thức lên kệ ngày 20 tháng 9 tới đây và như thường lệ, các thị trường đầu tiên mở bán sản phẩm này sẽ là Singapore, Australia, Hồng Kông do chênh lệch múi giờ.